Gần một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tết càng đến gần, các thị trường sản phẩm trang trí càng sôi động. Năm nay, các sản phẩm đều đa dạng về mẫu mã, giá cả bình ổn, đảm bảo phục vụ nhu cầu trang trí nhà cửa của người dân dịp Tết. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Ghi nhận tại cửa hàng trang trí ở phường 1, thành phố Vị Thanh. Sản phẩm trang trí Tết năm nay có nhiều mẫu mã, màu sắc bắt mắt. Phổ biến là đèn lồng, dây trang trí, đôi cầu đối, sản phẩm trang trí hình ảnh con rồng. Theo chủ cửa hàng, các sản phẩm trang trí có giá ổn định từ vài chục đến 300 ngàn đồng. Qua Noel là cô chuẩn bị rồi. Qua Noel là cô nhập hàng vô rồi cô bán tới Tết luôn. Mình cũng thường xuyên là cập nhật những gì mới mẻ thì mình mua. Mà nhập vô mình bán để phục vụ bà con. Những năm gần đây, xu hướng trang trí Tết xưa, sản phẩm thiết kế theo phong cách truyền thống được nhiều người ưa chuộng. Nhiều cửa hàng lựa chọn các sản phẩm trang trí được sản xuất trong nước, đồ làm thủ công, từ vật liệu thân thiện với môi trường để tạo nên không khí Tết cổ truyền gần gũi ấm áp. Thường chị thấy như là dây pháo hoặc là liễn hoặc là những cái bản tròn hình ông hoàng tạ như vậy thì sẽ đem lại may mắn cho mình. Giá nó cũng hợp lý, cũng hợp với túi tiền của mình. Hiện thị trường sản phẩm trang trí Tết bắt đầu nhộn nhịp, nhiều kiểu dáng, màu sắc. Giá các mặt hàng ổn định, không tăng so với năm ngoái. Các đồng tiền vàng có giá bán từ 80.000 đến 500.000 đồng một cặp. Cầu đối giá từ 90 đến 240.000 đồng một cặp. Hoa giả có giá từ 20.000 đến 50.000 đồng một cành. Tết càng đến gần, thị trường đồ trang trí Tết càng sôi động, với nhiều sản phẩm đa dạng phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng lựa chọn, tạo không khí ấm cúng trong gia đình và cầu mong một năm mới vui vẻ, sung túc. Đây là phiên lần thứ 6 được tổ chức tại quê hương cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, người sáng tác ra bản tình ca Dạ Cổ Hoài Lang Bất Hủ. Phiên chợ tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa miền quê sông nước những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc và không gian sinh hoạt chợ quê Nam Bộ xưa. Chợ quê ngày Tết năm nay có 22 gian hàng đến từ xã, phường, các ban ngành, trường học trên địa bàn thành phố tham gia. Các gian hàng trang trí không gian riêng độc đáo, mới lạ nhưng vẫn giữ được nét quê xưa. Trong đó tái hiện lại những món ăn đặc sắc như gói bánh tét, tái hiện ngày Tết của Nam Bộ là bánh dân gian, trang trí bàn thờ tổ quốc. Kết hợp mâm ngũ quả, thi vẽ tranh. Bên cạnh đó còn diễn ra một số hoạt động vui chơi giải trí như liên hoan đờn ca tài tử, nhảy dân vũ, hip hop, múa sạp, trò chơi dân gian, thi đấu cờ tướng. Phiên chợ diễn ra từ tối 3 tháng 2 đến 7 tháng 2, tức 24 tháng Chạp đến 28 tháng Chạp. Năm nay, khu di sản Huế tiếp tục mở cửa miễn phí trong 3 ngày Tết cho người dân cả nước tới tham quan, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Giáp Thìn. Đại nội Huế là điểm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian ở quảng trường Gò Môn, thu hút người dân trong vùng và du khách đến tham quan. Chủ trương miễn vé tham quan di tích của tỉnh Thừa Thiên Huế trong các ngày Tết âm lịch như được sự đồng thuận và phấn khởi từ người dân và được tiếp tục duy trì hàng năm. Phục vụ khách dịp Tết miễn phí vé tham quan, nhưng Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tổ chức nhiều hoạt động du xuân đặc sắc tại các di tích, khẳng định điểm đến với dịch vụ ngày càng chất lượng.